Cùng với sự phát triển của đất nước, tỉnh Thái Nguyên đang vươn lên khẳng định tiềm năng thế mạnh, phấn đấu trở thành một trong những trung tâm kinh tế, công nghiệp, thương mại, du lịch, văn hóa, giáo dục và y tế của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ. Trong bối cảnh hội nhập, đã nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp liên quan đến an ninh chính trị. Để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, lực lượng an ninh công an tỉnh Thái Nguyên đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quan điểm, chủ trương chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác bảo vệ an ninh quốc gia chủ động dự báo tình hình, tham mưu, đề xuất với Bộ Công an, với tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, chỉ đạo, giải quyết có hiệu quả nhiều vấn đề cơ bản, chiến lược trên lĩnh vực an ninh chính trị. Lực lượng an ninh đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và nhà trường, tăng cường quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng, phòng ngừa các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, hoạt động phá hoại nội bộ trong các cơ quan trường học. Đơn vị đã tham mưu với các cơ quan đơn vị địa phương thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước, phòng ngừa không để các thế lực thù địch thâm nhập phá hoại nội bộ, không để xảy ra các cái dấu hiệu tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Lực lượng an ninh đã tập trung nắm tình hình các cơ quan, tổ chức, mục tiêu, cơ sở kinh tế trọng điểm trên địa bàn, phối hợp với các lực lượng chức năng trong công tác quản lý xuất nhập cảnh, hoạt động của người nước ngoài, không để lợi dụng hoạt động trái mục đích làm ảnh hưởng đến an ninh chính trị. Đơn vị chú trọng vào công tác đẩy mạnh cái chất lượng và hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản. Qua đó này đã nắm chắc cái tình hình kịp thời xử lý các cái vấn đề phát sinh trong lĩnh vực an ninh đối ngoại. Trong công tác đảm bảo an ninh trên lĩnh vực tôn giáo, dân tộc, lực lượng an ninh đã phối hợp chặt chẽ với các ngành đoàn thể, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ nhằm bảo vệ quá trình triển khai các chính sách dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Ngoài ra, lực lượng an ninh đã xác lập và đấu tranh thắng lợi hàng trăm chuyên án, vụ án về các hành vi xâm phạm an ninh quốc gia. Xây dựng, triển khai hàng nghìn phương án, kế hoạch bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị quan trọng, các mục tiêu, công trình trọng điểm về chính trị, kinh tế, văn hóa và hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại địa phương. Để đáp ứng với yêu cầu, đòi hỏi của tình hình mới trong thời gian tới, lực lượng an ninh công an tỉnh Thái Nguyên cần tập trung triển khai sâu rộng các biện pháp công tác nghiệp vụ nhằm đem lại hiệu quả cao nhất trong công tác đấu tranh bảo vệ an ninh chính trị trên địa bàn. Phát huy sức mạnh tổng hợp của quần chúng nhân dân dựa vào nhân dân coi đó là biện pháp cơ bản quan trọng nhất để tạo ra sức mạnh tổng hợp, xây dựng một thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Thế hệ cán bộ chiến sĩ lực lượng an ninh công an Thái Nguyên hôm nay đang tiếp nối truyền thống vẻ vang, đem hết trí tuệ, sức lực, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, xứng đáng với truyền thống vẻ vang và niềm tin của Đảng, sự quý mến của nhân dân.